Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Lego Nhánh Kia. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem một cái cây, đó chính là cây bằng lăng ha. Thì bên kia có ghe chạy nữa kìa, cũng gần xong có ghe chạy kìa. Bị dướng lục bình cái người ta mới ấy mất rồi. Một chị gái lái ghe. Dữ gì sao. Rồi. Nó có hai cái xuồng nhỏ nhỏ không con? Ghê chưa? Thấy qua chị ơi. Chạy ghe có gì đâu khó, ghe chạy rất là dễ. Đây. Đây là trái bằng lăng tươi nè mấy bạn. Thì bằng lăng là người ta sẽ có bài hát đường tím bằng lăng nha. Thì đây là những trái bằng lăng, đây không có sâu sao. Đây. Và đây là khi mà những trái tươi này, các bạn có muốn biết là bên trong những cái trái tươi này á nó như thế nào không? Mình sẽ cắt ra cho mấy bạn coi và mình sẽ bỏ trái tươi xuống để đi hái thêm tốt cái trái đẹp. Đây nè. Trái tươi và trái đen ha. Giờ mình sẽ bắt đầu mình lấy cái lưỡi lam cắt. Các bạn đợi mình xíu, đây nè, mình có cái lưỡi lam. Cùng khám phá với mình bên trong bằng lăng có gì nha mấy bạn. Bây giờ sẽ mở ha. Mấy trái này thấy nhỏ quá ha. Mình sẽ kiếm thêm mấy trái bự bự nữa. Trái này thấy nhỏ quá. Gớt cái kẹp mất tiêu rồi. Mỏi quá. Hả? Hôm bữa để trong quán chị Ngân á, trang điểm xong rồi cái gì gỡ cái kẹp ra xong rồi tới nay luôn rồi không biết nằm đâu luôn. Hồi chắc phải kiếm chỗ bán mua một cây lại. Trời ơi dính gì vậy trời. Đâu quá trời. Thì cái khô này thì đà mình không cần cắt ra ha. Trong cái khô này. Đây là bên trong cái trái khô nè ha. Bây giờ mình sẽ cắt trái tươi cho mấy bạn coi bên trong trái tươi. Mình cũng tò mò là bên trong trái tươi nó có cái gì. Nó như thế nào. Không biết nó có dễ cắt không. Khô nè. Mình sẽ cắt trái tươi nha. Cắt trái nhỏ trước đi. Trái này nhỏ không à. Trái này nhỏ. Trái này nhỏ. À trái này nhỏ hơn nè. Để cắt thử nha. Nó rất là cứng, cái phần trong nó rất là cứng nha. Mình sẽ cưới nhiều xuống. Đây. Bên trong nó như thế. Ủa, nó như hình trái tim nè mấy bạn, thấy không? Vậy là nó sẽ rất là cứng cho nên là mình sẽ cắt theo cái chiều của nó. Tưởng tượng đang gọt. Ôi cũng dễ cắt nè chứ đâu có khó cắt đâu. Đó nè. Đó. Các bạn thấy bên trong nó không? Wow, một cái trái như thế này mà bên trong nó như vậy nè. Trời ơi, bây giờ mình sẽ cắt theo thôi. Để đi, cắt theo cái dọc nó xuống.
Có mũ nữa hay sao á, cảm giác à không có, có đứt tay. Ừ, bên trong nó như thế này. À, càng sâu vô trong nó càng dễ cắt nè. Ồ. Hình như là nó có hộp ở bên trong nữa nè. Đó. Lạ quá ha, khám phá bên trong trái bằng lăng. Phát hiện ra những điều thú vị, hay còn gọi là ví dụ giống như là ví dụ này mình cắt ra để cho mình thôi, các bạn biết là nó thú vị cả nè. Bằng lăng này thì cái sống nó như vậy rồi, cái chín như thế, cái chín nó, ủa nó không phải cái chín mà cái khô nó tự nứt ra như vậy rồi nó có công dụng gì không ta? Đốt cháy hả? Đúng nói. Damn. Thật là xem si đố. Dục đâu giờ ta? Phải kiếm chỗ bỏ đàng hoàng chứ để tùm lum ta đi đạp tự nhiên ta. Kiếm chỗ bỏ bạn ơi chứ bỏ lung tung được. Tự nhiên lấy ra làm chi giờ không có chỗ dục rồi. Để nằm đàng hoàng ở đâu? Để gì cho người ta biết đường chứ? Đây là những cái tán lá của cây bằng lăng á, khi mà mọi người ngồi ở dưới sẽ rất là mát. Câu dính cá hay gì mà người kéo vô. Rồi, câu với con cá có tí miệng. Ở những cái tán lá bằng lăng á, thì những cái lá của nó sẽ rất là to á, cho nên là những cái cây ngồi dưới những cái gốc cây bằng lăng, những cái lá nó xen vào nhau á sẽ rất là mát luôn, không có bị nắng. Cứ nghĩ là trái nó sẽ cứng này và trái nó mềm á. Thì vừa rồi mình cũng đã quay cho các bạn xem bên trong trái bằng lăng có gì rồi ha. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye.